Mến chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách chữa trị phân con chim ướt và khô nhé các bạn. Mình muốn cho nó ướt là nó sẽ ướt, mình muốn nó khô nó sẽ khô. Rất là đơn giản nhé các bạn, cực kỳ dễ luôn. Cái này là mấy cái bạn mới nuôi là hay gặp cái trường hợp này, nhưng mà không biết làm sao. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách rất là đơn giản, khắc phục cực kỳ dễ luôn. Chỉ có trong con nào chậm lắm thì ba ngày là hết, còn nhanh là thường một ngày một là hết. Đây mình trên tay mình đây có con chớp màu đây các bạn. Cái dòng chim chớp màu này á, là nó hay ăn trái cây. Thì đầu tiên cái dòng nó khoái nhất á, mà mình cho ăn đầu tiên như là quả chuối. Khi mình bẫy trong rừng về, mình vào cám mình cũng lấy quả chuối mình vào cám cho nó dễ các bạn. Trên tay mình đây là có hai quả chuối, một quả chín và một quả xanh. Thì cái con chim này nếu nó đi phân ướt các bạn cho ăn chuối xanh, nếu nó đi phân khô quá nó khó ỉ, có nghĩa là mỗi lần đi là nó cứ ra ngoài mà nó không có ra, nó cứ nhấp 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 cái đít như vậy là nó biết con chim nó là nó khó khó ra rồi. Nó khó đi vệ sinh rồi, khó đi ngoài rồi đó. Nó toạc ra là nó khó đi ỉ đó các bạn. Con chim á, thì các bạn cho ăn chuối chín là nó sẽ đi rất là dễ. Nhưng các bạn lưu ý không cho ăn chuối quá chín. Chuối mà nó chín quá là nó đi ra nước không các bạn. Nó nhão nhẹt luôn. Còn các bạn cho ăn chuối xanh quá thì nó khó đi. Cho nên các bạn lựa cho con chim mình ăn là làm sao nó vừa vừa. Đây là giống cái này là ok, còn cái này nó hơi xanh nha các bạn. Còn nó chín hơn cái này nữa là không nên, chín hơn cái này nữa là ăn là nó đi ra nước không à. Thì cái này rất là quan trọng nha các bạn. Khi các bạn thấy con chim mình nó khó đi, đi mà nó cứ mắc nó cứ nhấp cái đít nữa này, thì các bạn cho ăn chuối chín như vậy là nó dễ đi. Còn nó ra nước nhiều quá thì các bạn cho ăn chuối xanh dày, nhưng mà nhớ một ngày thôi nha các bạn. Đó, các bạn mà cho ăn chuối xanh về nhiều ngày là nó khó ra lắm. Các bạn cho ăn một ngày thôi. Chuối cũng dày, các bạn lưu ý không được để thiêu cái chuối nha các bạn. Nhiều bạn là mua chuối về hay là bứt chuối về chơi nguyên trái gì luôn, nhét vào nó ăn bữa nay không hết, ngày mai không hết, tới ngày kia nữa, ngày mốt á là nó bị thiêu rồi, chuối nó bị thiêu rồi, là con chim ăn là nó để ý nhé các bạn. Nó đau bụng đó. Ăn là nó đi ra nước không à. Cho nên các bạn lưu ý cái chuối này giờ về mình cho nó ăn là mình cắt, lấy cái dao mình cắt đi một nửa thôi, cho nó ăn trong ngày thôi. Ví dụ mai bạn muốn cho ăn nữa thì bạn cắt tiếp cái khác cho nó ăn, hoặc là bạn cắt rồi bạn bỏ vào tủ lạnh đó các bạn. Ngay mắt tủ lạnh, ngày mai cho ăn bình thường không sao hết. Chứ còn các bạn để nguyên trái vậy là nó ăn hết con nữa. Rồi còn một nửa kia nó tới mấy ngày sau rồi nó cứ ngắt, rồi nó còn mổ ăn nó bị thiêu các bạn. Những cái gì mình cho ăn được rất là nhiều cái nhé các bạn. Tại có nhiều bạn hỏi là cái dòng trà màu này nó ăn trái cây gì. Nó ăn được quả cà chua này, quả đu đủ này, quả cam này, quả quýt này, rồi quả chuối, quả nho. Rồi nó ở ngoài rừng nó có quả bình bát, quả nhiều lắm. Nội dung là trái cây cho trà màu ăn rất là dễ các bạn. Mình cho mình ăn được là nó ăn được, người ăn được là chim ăn được. Nhưng các bạn lưu ý cái chuối á, là bất kỳ một loại trái cây nào nó chín quá không cho nó ăn, ăn thì nó đi ra nước. Còn sống quá thì ăn nó khó ị. Các bạn làm sao cho nó ăn với nó vừa vừa giống vậy. Nó vừa vừa giống vậy là được rồi. Nó ương ương, hương hương, có nghĩa là nó vừa chín tới thôi, đừng có xanh quá. Nó xanh như quả này mà đừng có chín hơn quả này, nó như quả này là ok các bạn. Con chim mình, nếu mà con chim các bạn mà nó đi ướt nhiều quá, các bạn cho ăn chuối xanh một ngày là hết. Còn con chim các bạn mà khó đi quá, các bạn cho ăn chuối chín một ngày là hết các bạn. Còn cám thì nhiều con nó ăn nhiều cái dòng cám nó khác nhau. Cám thì tùy từng bạn,
có bạn thì tự làm được thì mình tự làm, còn không làm được thì mình mua ở tiệm, thì mình mua cái cám gì thì mình cho ăn cám đó các bạn. Hả? Mình cho ăn một loại cám thôi. Còn hồi nào mà mình đi thi đấu thì mới nâng cấp lên với các bạn. Còn ở nhà các bạn là cho ăn nuôi hót thì cứ một loại cá một xài vậy. Lâu lâu cứ cho nó ăn cào cào, trứng kiến, mướt lông, căng lửa vậy. Rồi những cái gì mình biết mình chia sẻ các bạn. Bạn nào thấy video này hữu ích thì cho mình một like ha. Rồi bạn nào thấy ok hay thì chia sẻ cho các bạn bè của các bạn cùng làm theo ha. Cái này rất là hiệu quả nha các bạn. Cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.